Chỉ ngủ có 2 tiếng thôi. Hi. Ta-da! Hello, xin chào các bạn đến với kênh YouTube của Rosa. Hôm nay mình sẽ quay về một ngày điển hình trong cuộc sống thời sinh viên của mình. Chạy từ công ty đến trường học rồi về nhà cũng chỉ hối hả kịp ăn. Ok, get go. Hello, xin chào buổi sáng mọi người nha. Nói chung là sáng nay là một ngày rất là tốt đẹp, cho nên là mình đã quyết định vậy quay cái video này rất là ngẫu nhiên thôi. Và hôm qua thì mình chỉ ngủ có 2 tiếng thôi. Đêm hôm qua là mình ngủ bắt đầu từ 3 giờ 45 cho tới 5 giờ 45 là sáng nay mình dậy đó. Và sau khi dậy thì mình rửa mặt, đánh răng, tắm rửa gội đầu và ăn sáng tất cả các thứ rồi, cũng như là làm một số việc lặt vặt buổi sáng ấy. Thì bây giờ hiện tại là mấy giờ nhỉ? 6 giờ 50 rồi này. Tại sao sáng nay mình lại dậy sớm như thế là bởi vì khá là bận rộn ấy. Ví dụ như là sáng nay là ngày đầu tiên mà mình phải lên công ty làm việc. Quay lại mấy hôm trước nhé. Hello, thì sáng nay mình vừa mới viết CV và chiều nay thì mình đi phỏng vấn luôn. Và yeah, ok, rồi mình sẽ đi phỏng vấn. Đây là ngày đi làm đầu tiên của mình cho nên là mình phải dậy sớm để nói chung là chuẩn bị các thứ đó. Cộng thêm với việc là chiều nay thì mình có một môn thi và phải học ở trên trường nữa. Thành ra sáng nay mình cũng tranh thủ dậy sớm mà để mình ôn bài luôn. Đó, nói chung là sáng thì đi làm, xong rồi chiều thì đi học, đi thi. Đó, nói chung là xong rồi tối mình cũng học online. Nói chung là tối nào, hầu như là tối nào mình cũng học online hết ạ. Nói chung là buổi tối thì mình dành ra thời gian để phát triển bản thân đấy. Còn ban ngày buổi sáng là mình sẽ dành cho học tập rồi công việc, sở thích, hoạt động tất cả các thứ. Dù ngủ có 2 tiếng thôi nhưng mà hôm nay lúc mà thức dậy thì ông trời đã cho mình một cái nguồn năng lượng rất là dồi dào và tỉnh táo để bắt đầu một ngày mới, bắt đầu một tuần mới đó. Cho nên là mình đã quyết định là quay video này ngay lập tức. Mình nghĩ đó là một cái năng lượng rất là tốt đẹp với mọi người. Lại thì vẫn còn một chút thời gian nữa thì mình sẽ ôn bài một chút. Bởi vì chiều nay là mình phải thi rồi mà sáng nay đi làm thì đâu có thời gian để ôn các thứ đâu. Chắc hẳn là mọi người sẽ hỏi tại sao thời nay học ngoại ngữ vẫn còn sử dụng từ điển giấy đúng không? Thì thật ra là mình mua cuốn từ điển này để đi thi thôi. Môn biên dịch bọn mình cô giáo chỉ cho sử dụng từ điển giấy mang vào phòng thi. Thế là mình mua để phục vụ cho việc đi thi giữa kỳ và cuối kỳ của môn này. Không chỉ là để đi thi, dù sao cũng đã mua rồi thì mình phải tận dụng công dụng của nó nữa chứ đúng không? Trời đất ơi mọi người ơi, chết rồi, rạch luôn cả vào sách rồi. Đây mọi người có nhìn thấy cái vết nứt ở đây không? Đây là cái vết nứt mà vừa nãy mình lại lấy dao mình xoẹt một phát đấy. Xót xa thương cho cái cuốn từ điển này quá. Ok, bây giờ mình sẽ đi cắt giấy để dán cái đầu chữ cái vào cuốn từ điển. Chắc hẳn là ngày xưa khi mà mọi người học tiếng Anh ý, thì các bạn cũng đều biết cái cách làm này rồi đúng không? Mà học tiếng Anh ngày xưa ý, thì đa số là mình sử dụng từ điển giấy thôi. Chứ thời đấy làm gì đã được dùng máy tính online để tra từ điển đâu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Cái gì nhỉ? Quên mất. Q, đúng rồi, Q, R, S, T, U, V. Ban đầu thì mình viết theo kiểu bảng chữ cái tiếng Anh là A, B, C, D, E, F, G á. Nhưng mà khi mà dán rồi thì mình mới để ý là có một vài chữ cái trong tiếng Nhật bắt đầu không có. Ví dụ như là chữ L, chữ Q, chữ V, đấy. Chữ X nữa, bốn chữ đấy là mình thấy không có trong từ điển Nhật Việt. Mình sẽ dán như thế này. Ok, xong rồi, yeah. Sau khi học bài buổi sáng xong thì mình make up một chút, nhanh gọn lẹ. Hiếm có hôm nào đi học mà mình chịu chăm chút từ đầu đến cuối lắm. Đa số chỉ thoa kem chống nắng rồi bôi son đi học thôi. Hi, mình đã chuẩn bị xong hết rồi mọi người ạ. Ta-da! Mình định buộc tóc lên cơ nhưng mà bởi vì tóc mình vẫn còn ướt ý, cho nên là mình định là đến công ty thì mình sẽ chải đầu và buộc tóc sau. Mình mang cả buộc tóc và mang cả lược ở trong ba lô. Ok. Vì là ngày đầu đến công ty nên mình làm quen và học một số thứ cơ bản trước. Những ngày sau đó mình được đào tạo kỹ hơn.
Mình đi làm chủ yếu để học hỏi và va chạm thêm, chứ lúc mới học việc thì không thể nói là sẽ kiếm được tiền này kia. Giờ mình sẽ review một chút về WC nhé. Từ phòng WC có thể nhìn thấy bầu trời xanh đẹp bao la mắt lành luôn. Còn có cả mấy chậu cây xanh đáng yêu thế, sạch sẽ, thơm tho là đã thích rồi nè. Có cả máy sấy tay khô thích gì đâu, cơ sở vật chất thấy ok rồi đó. Trong văn phòng thì mỗi bàn thường sẽ trang trí cây xanh hoặc trang trí mấy bức ảnh. Nay mình chỉ làm ca sáng thôi vì trưa nay mình phải đi học á. Quá là mệt luôn. Mọi người nhìn thấy kính mình bị dâm đúng không? Kính cận của mình mỗi khi ra nắng là nó chuyển sang màu tối, chứ không phải là mình đeo kính dâm đi làm đi học đâu nha. Sau khi về nhà mình ôn lại đề thi trên công ty để chắc chắn thi phát là đỗ luôn. Trông cái mặt ngố thế. Rồi mình lại nhảy sang ôn thi môn biên dịch. Ôn được một lúc thì mình đến trường để thi và học luôn. Nhưng chỉ kịp mua cái bánh bao rồi chạy quán đít lên lớp thôi. Mình đã quá quen với việc này rồi, không có hôm nào đi học mà mình không hớt hải vừa đi vừa ăn luôn á. Đây là mình đã thi xong và giờ lại học tiếp nè. Mình phải dịch các bài báo, tin tức, hợp đồng Nhật Việt, Việt Nhật. Với thời gian cô giáo cho thì thường mình phải dùng tốc độ của từ điển online Google dịch thì mình có thể dịch hết được mấy tờ này. Hello, thì mình vừa mới đi học về xong. Mình đần quá mọi người ạ. Mình mua từ điển về là để đi thi có thể dở từ điển ra, nhưng mà cuối cùng thì mình lại quên không mang từ điển đi, thế là oh my god, hết thuốc chữa ấy mọi người. Nhưng mà cũng may sao là hôm nay mình cũng làm cố gắng hết sức và cũng được. Mình không nghĩ là mình làm được nhiều như thế, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng làm gần được hết. Mà chữ Hán thì mình sai khá là nhiều bởi vì mình không có từ điển, không ôn chữ Hán nhiều ấy, thành ra chữ Hán mình cũng sai. Cũng có tiếc nuối thật, là bởi vì tại sao mua cái từ điển rồi mà lại không mang đi. Và đây là cái bánh bao mà nãy mình mua ở cổng trường này mọi người ạ. Tối nay thì mình có một ca học. Tối nay thì mình sẽ học từ lúc 7 giờ. Bây giờ thì chắc là tầm 5 rưỡi rồi. Nói chung là không hiểu sao hôm nay mình rất là có sức đi mọi người ạ. Ok, và đây là cái thời gian mà mình vừa mới đi về nhà và mình quay video là 17:36 nha, các bạn có nhìn rõ không? Hơn một tiếng nữa mình sẽ học ca buổi tối. Trong lúc đấy thì mình sẽ ăn bánh bao mà mình mua ở cổng trường. Trước là ngày nào mình đi học nhá, là ngày nào cũng phải ăn bánh bao hoặc là ăn bánh mì ở cái quán đấy. Còn bây giờ thì mình vừa đi học vừa đi làm ý, mấy cả năm cuối rồi mình lên trường cũng ít ấy, cho nên là thi thoảng mới mua bánh bao thôi. Nhưng mà ngon lắm mà. Thơm quá. Chưa quen được lắm ấy. Ngày mai mình sẽ phải thức dậy và đi làm cả ngày. Ta-da! Ok, thì sáng nay và trưa nay thì mình đã ăn cơm để cho chắc bụng để có thể đi làm và đi thi một cách tốt nhất. Nhưng mà bây giờ tối rồi cho nên mình sẽ ăn thả ga mọi người ạ. Sau khi mà ăn cái bánh bao thì mình vẫn chưa thỏa mãn về tối nay mình học. Mình sẽ ăn mì nữa. Ăn cái đồ mặn rất là thích luôn. Ăn bún này hoặc là ăn miến, mình đang phân vân. Tóm lại là cuối cùng mình sẽ chọn ăn bánh đa cua mọi người ạ. Bây giờ bánh đa cua của mình được rồi. Thơm quá đi. Cùng thời điểm này cũng là lúc mình đang chuyển trọ, phải nói là công cuộc khá gian nan. Mình phải mất gần 20 chuyến để chuyển đồ về quê và vác đồ sang trọ mới. Các bạn hãy đón xem tập sau mình sẽ review hộp ngủ sinh viên như thế nào nhé. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh và ấn vào quả chuông để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!